Hello cả nhà, hôm nay chúng ta lại tiếp tục chương trình livestream về game Farmme nha mọi người. Bây giờ là cũng 7:30 rồi, mình bắt đầu làm việc nhé mọi người. Mình vừa ăn cơm xong. Mọi người giờ này chắc cơm nước xong xuôi rồi đúng không? Ok, bước đầu tiên tách nhiệm vụ nào, cái hạt này đâu, mình đã có lướt qua rồi. Bây giờ vào từ và tô tô làm thứ ba nha mọi người. Ok, thứ ba tô tô làm thứ hai, thứ ba nhầm. Ok, năm ba tô tô đời nó sẽ sao, tình yêu nó sẽ sao rồi. Ok rồi, cái thần bốn mươi lần cây đủ rồi mọi người nha. Rồi mình bỏ ra nốt vào bảng sale tứ ba tô tô lần thứ ba. Rồi tiếp tục hành trình. Rồi control V. Mọi người ơi, buồn là gì em ơi, tách nhiệm vụ ba nhiệm vụ không làm được nha mọi người, đỡ thôi. Ôi giời, căng rồi, căng rồi. Watermelon, watermelon. Ok, đẹp. Xem 5 cà rốt, xem 5 ô nhọn. Có đầy đủ mọi người ơi, bán luôn 9 quả luôn, nhẹo túi luôn. Rồi, tiếp tục 16 ô nhọn, 16 cà rốt và 5 trứng. Tập đó mọi người ơi, không có bắt rai rồi. Rồi, ok, nhìn ra chia bơ gạo với 40 nhông và chia 6 bơ tốt rồi. Sao? Đắt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok, ba gạo nào mọi người ơi. Rồi, 4 ô nhông. Rất là đơn giản, nhanh gọn lẹ. Rồi, ok. Rồi, 6 ô tô tô, có gì đâu, đơn giản mà. Rất là nhẹ nhàng. 3 ván khỏe không. Lúa nào mọi người ơi, ba vé khỏe không, chia 4 ô neon, chia 4 ô neon một đất đông tính tay. Cầm nữa nào ta, 4, 6 là 13 ô mà
ba vé mở rung. Không có việc gì có sợ lòng không bình rồi quan là lấy quà nó không nữa. Vừa thấy ba bác phải không? Đơn giản là chị già mà không chú lúa là mặt trời quá. Onion 5 lần, potato 5 lần và mua 8 tà nốt 10 thực phẩm. Tôi tính tới 4 thùng với lẽ một người nha. Thank you.
lắm. Nắm là 20 năng lực đấu thật khó cầm ra sáng tích. Nắm mọi người ơi, con ba lô còn có đủ 2 nhân để chứa 10 nắm không? Ngoài quá, không chạy vào ra. Tiếp tục cuộc hành trình chinh phục ba vé. Thank you.
là khỏe, rất là nhanh, rất là may mắn. Cứ xem bên lặng nhé. Bán gốc thân cùng rau tôm và thân. Thank you.
không có việc gì có thì sẽ không thể có. Xong mọi người nha, ba vé. Thank you.
nó là những con nó